quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Con chào các ông bà. Con chào lê có chúc lê hát đi. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Cháu được xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bán Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có nhận được một cái tin khá là vui từ cô bé, cô ở bên Mỹ muốn gửi cái phần quà này tới cho em Quân cùng với lại ông bà. Cho nên là hôm nay cháu Lực muốn đi xuống và xem tình hình như thế nào và báo cái tin vui đó để cho em Quân với lại cùng ông bà nữa. Có lẽ là có một số cô bác theo dõi sâu không có hiểu về cái hoàn cảnh của em Quân với lại ông bà, thì cho Lực xin phép là tóm tắt lại thêm một chút nữa. Em Quân thì năm nay được 14 tuổi cô bác. Trong cái khoảng thời gian qua thì bố của em Quân đã mất đi và người mẹ của em Quân thì có thể nói là bỏ đi từ rất là lâu rồi. Từ lúc em Quân được 40 ngày tuổi thì mẹ của em Quân đã bỏ đi. Và suốt cái quãng thời gian sau được 12 năm thì bố của em có muốn là đi thêm một bước nữa để lấy một người vợ nữa về cho về chăm lo cho gia đình, để bố của em ấy đi làm cho nó được thoải mái hơn. Nhưng mà do không may thì không biết lý do tại sao mà bố của em Quân với lại người mẹ kế thì cũng đã bỏ nhau mà đi rồi. Và bỏ đi thì người mẹ kế của em Quân có để lại cho em Quân với lại ông bà thêm một em bé nữa là bé Hiếu. Năm nay thì bé đã được gần 2 tuổi rồi cô bác ạ. Bỏ đi mà gọi là đi biệt tâm, biệt tích luôn, không có một cuộc gọi điện thoại nào về. Và bé Hiếu thì vừa mới làm cái sinh xong thôi cô bác. Đáng lẽ ra là sinh ra thì mình đã có giấy khai sinh rồi. Nhưng mà mẹ bé Hiếu bỏ đi từ rất là lâu rồi. Cho nên là đến thời điểm hiện tại này bé Hiếu được 2 tuổi. Thì hôm nọ vừa mới đi làm cái giấy khai sinh xong cô bác ạ. Phải nói là em Quân bây giờ phải nói là bây giờ em Quân, cái lứa tuổi của em Quân đấy cô bác, người ta đang tuổi ăn tuổi học mà em Quân đã phải dừng lại cái việc học đấy rồi và ở nhà để lo cho gia đình, lo cho ông bà, lo cho bé Hiếu nữa, nhường cái sự học hành đấy lại để cho bé Hiếu được đi tới trường, được học những chữ, được học những cái chữ này, được học những cái số này cô bác ạ. Ngôi nhà của em Quân thì cũng được nằm ở tít xuống dưới chân đồi kia cô bác. Nhà của em Quân thì có thể là đi được hai đường. Một đường là đi từ đây xuống, còn một đường là đi từ dưới kia lên cô bác ạ. Đường ở dưới kia thì xe máy đi, đường đi xe máy nhưng mà đi cũng rất là trơn cô bác. Nếu mưa như bây giờ thì không có đi vào được. Hôm nọ thì cháu Lực có vào thử một hôm, nhưng mà phải nói là vừa đi thì vừa đẩy xe thôi cô bác. Nói là bây giờ em Quân rất là bất hạnh cô bác, không có người bố này và người mẹ của mình thì cũng đã không có rồi, ở lại với ông bà. Nhưng ông bà cũng chỉ gọi là chấm Lực cũng nói hơi nó có thể là nó hơi thẳng đi cô bác, nhưng đâu đó độ tầm 5 đến 10 năm thôi. Chấm Lực nhìn vào cái khuôn mặt của ông bà thì không biết là trước kia ông bà lao lực những công việc nhiều quá hay là như thế nào đó.
Và bây giờ nhìn vào cái dáng người của ông bà thì rất là gầy gò và ốm yếu cô bác. Theo như bà kể lại với cháu Lực rằng là mỗi bữa ăn cơm thì gọi là nuốt chửng đi thôi, chứ không có phải là để mà nhai cơm nữa. Ông thì còn được đâu đó là 3 cái răng cô bác ạ. Đây ngôi nhà của em Quân ấy cô bác, thì được nằm tựng xuống cái kia này. Một cái ngôi nhà mà phải nói là rất là nhỏ bé đó cô bác. Ở bên trong thì hiện tại là có 4 bà cháu đang đùm bọc nhau mà sống. Em Quân về bé Hiếu thì đang chơi ở ngoài kia, không biết là đây em đang làm cái gì. Ở đây còn có một đàn gà nữa này. Đàn gà này thì không biết có phải là đàn gà của nhà em Quân không. Sơ. Gà mẹ thì nó rất là ghê cô bác ạ. Nó biết đuổi theo ấy, nó biết đuổi người ấy. Mình mà lùa con nó đi là tí nó đuổi theo ấy. Nói là đường, cái chỗ nhà của em Quân, đường đi xuống cái này cô bác này, đường này thì nó thuộc dạng cái đất đỏ, cho nên là mưa vào nó đi rất là trơn luôn. Như cô bác có thể nhìn thấy là cái ngôi mộ của người bố em Quân đấy cô bác, là có thể là vừa mới mất độ đâu đó tầm mà vừa mới mất được tầm mà 1 tháng thôi. Những cái lúc mà làm đám tang thì cho Lực cũng đã ghi hình lại rồi. Và cái ngôi nhà nhỏ kia, cái ngôi mộ nhỏ kia là ngôi mộ của người mẹ em Quân. Ở đây là theo cái phong tục của người Nùng ấy cô bác. Nghe tin là mẹ của em ấy cũng chết ở bên Trung Quốc rồi, cho nên là vẫn phải gọi hồn về để làm cái phần ma chay cùng người bố, để sau này em Quân làm cái gì nó mới gọi là làm được chút cô bác, chứ không là sau này nó sẽ rất là đen đủi hay là gì đó. Phải nói là vừa mới bước vào ngôi nhà của em Quân thôi cô bác đã nhìn thấy cái sự mà gọi là không biết diễn tả như thế nào nữa. Một cái ngôi nhà mà rất là nhỏ bé, ngôi nhà còn làm gọi là chưa có được hoàn thiện đâu. Em Quân thì vừa mới giặt quần áo xong. Quân thì đang giặt quần áo à? Anh chào Quân nhá. Rồi. Con chào tướng vào cái tí kia. Đeo cái này vào đi. Anh nghe thấy. Con chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Rồi. Ông với bà thì có ở nhà không? Bà ở ạ. Bà ở à? Vâng ạ. Bà thì đang làm gì ở trong nhà? Đang ngủ ạ. Đang ngủ à? Vâng. Bà có bị ốm hay là bị như nào không? Bà đau lưng không đi được mấy. Bà đau lưng không đi được à? Vâng. Tí Hiếu. Hôm nay thì em đi đâu làm gì? Tí em đi cắt cỏ. Một tí đi cắt cỏ à? Vâng, sáng trời mưa không cắt được. Ồ, thế là một tí là mình phải đi à? Vâng. Ôi, ở đằng sau này lại bị sạt à? Vâng. Ôi rồi. Đằng sau nhà của em Quân ấy quá, cứ mỗi lần mà đến trận mưa nào to thì lại sạt thêm rồi. Hôm nọ thì có bị sạt ở phần bên này thôi. Và hôm nay thì lại bị sạt chỗ này nữa. Trong thời gian tới thì cháu Lực nghĩ là chỗ này nó sẽ bị sạt ra rất là nhiều này. Hôm nay có đi học không? Có, vừa về ạ. Vừa về à? Em đi đón về hay là ai? Hôm nay em đi đón. Đón à? Vâng, để dựng đây. Đi vào nhà đi. Chào chú chưa? Chào đây. Chào chú. Má chào má. Chào hát chú. Hát nó à? Cái gì có hát à? Chào đây. Con chào má. Hát đây. Khoanh tay đây. Rõ, để dựng con đấy. Má. Đi vào nhà đi. Đi vào nhà đi. Đi vào nhà. Hiếu. Nó bị Quân đấy. Hả? Nó bị Quân đấy. Ốc thẹt bá. Thành vào. Đây, đây, cái tên ăn tắm hay có nào không? Đây.
Hạnh. Đấy, vừa vào thì bé Hiếu đã nhấc cái ghế lên để cho cháu Lực ngồi rồi. Mà ở chú nào ra? Hả? À, chú nào ra? Thay tảng cho Vân này mà. Thay tảng cho Vân nào này mà. Thay tảng cho Vân nào này. Năng này. Đấy, bà thì cũng vừa mới ngồi dậy của bác. Bà thì không có thể nói là mưa. Đấy, ngồi đi. Đấy, ngồi ở đây. Có ăn kẹo không? Hả? Có. Có ăn kẹo không? Đây chú cho kẹo này đấy, ngồi đấy. Con nói rồi. Là Hiếu vừa vào thì bé rất là ngoan cô bác. Có thể là em ấy bé Hiếu còn ít nói chuyện, nhưng mà nhìn cái cách hành động của em ấy làm đấy, cái ghế cho cháu Lực để ngồi ấy cô bác. Tại vì là mỗi lần cháu Lực lên trên nhà em Quân đều cháu Lực đều là ngồi cái ghế thôi. Nào. Ở đây. Nào, xin thì, xin thì chú cho. Xin đúng không ạ? Xin khoanh tay này, khoanh tay. Má mặn hót ở chép quá hao ó ó lý éo ào cho thường hơi cho bà hơi vua ó ó chép quá hao ó mà nào ó ó lý chép bù bự chép éo có hơi vua ó chép bù nè. Con chào. Con chào quý ông bà. Con ba. Cô chú. Cô chú. Anh chị. Anh chị. Đấy rồi, dạ. Giỏi quá rồi, đây đây. Quá, chú cho. Tay. Tẹo đẹp đây. Kéo quân lên. À, quân lên. Sâu khà đây. Kéo quân lên. Sâu khà. Kéo quân lên. Nắm ạ. Cháu xin má. Má hóa đây. Má. Cháu xin má. Má đi qua bàn. Bàn này quân lợn. Đấy, vừa bé Hiếu vừa chạy lên trên bảo là cái khăn của bà là bị đã tuột rồi. Cùng với đây, cùng với đây đẹp hò. Cùng trên cầu, lấy cho lại. Ông thì đi ra ngoài chắc là đi lấy củi rồi cô bác. Đây đây là những lắc sẵn mặc là những cái quần áo mà được các bác gửi cho hết thôi. Một cái cậu bé mà năng này là rất là ăn tăng mà nghị lực cô bác ạ. Nào đây ghế, ghế đây, đây 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 ghế đi, đây lấy ghế đi năng này. Đấy. Mọi năng đồ vẫn khứng khứng lên mà dưới lên mới đủ đấy ngồi giờ đi phần long chứ mày. Hôm nay đi học, đi học học được cái gì à Hiếu hả? Hả được cái gì phải chú ma thằng gốc đây cần là học được cái gì Hiếu à? Ở đây thì bà là đưa đi học hết rồi à? Không nên mà quên. Bà là ở đây thì bà toàn đưa Quân đi học thôi à? Ở đây thì bà toàn đưa bé Hiếu đi học thôi à? Đúng ạ. Sáng nào thì nếu bà không đi được thì em đi ạ. Nếu mà bà không đi được thì em đi à? Vâng ạ. Như cái sáng nay mưa rất là to thì đi kiểu gì? Em đẩy ô cống em đi. Đẩy ô cống em đi à? Vâng. Ôi. Mưa này thì bà không đưa bé Hiếu đi học được đâu nhỉ? Vâng. Bé Hiếu thì chưa được ăn cơm ở trong trường à? Chưa ạ. Hôm nào nộp giấy khai sinh mới được ăn ở trong. Nộp giấy khai sinh mới được ăn à? Vâng, bây giờ bác đang họ đang đợi. Có nghĩa là bây giờ mình đang đợi cái giấy khai sinh đúng không? Vâng. Ồ, thế là trong thời gian tới thì sẽ được ăn cơm ở trong nhà luôn nhỉ? Vâng. Thế hôm nay thì anh đem một cái tin phải nói là rất là vui tới cho em với lại ông nữa. Vâng. Em có muốn nghe luôn bây giờ không? Có. Có à? Bây giờ anh nói với em thì em đã nói lại tiếng đùng cho bà nhé. Đấy, hôm kia thì anh có nhận được một cái khoản của cô bé. Cô bé, cô ở bên Mỹ, cô có gửi cho em là một cái khoản để em đi mua lợn về nuôi. Đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà để nuôi lợn thì em có nuôi được không? Có. Có à? Bây giờ nhà em thì không có nhiều gia súc đâu nhỉ? Vâng. Cầm thôi nhỉ? Vâng. Gà thì có bao nhiêu con? Gà chắc tầm 5-6 con. 5-6 con thôi à? Vâng. Con lợn thì có 1 con rồi đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ phải đến ngày Chủ nhật thì anh em mình mới đi mua được. Vâng. Này, nướng trứng thì mua 1 trứng nè. Ấy, trứng cho là cạo bụng sắc chủ nguồn. Vâng, vâng là hờ. Trứng cho là cạo dung. Điền trứng thì bê chứ mấy. Ừ, trứng thì mũi trứng, hồi lại tưới nước chua nè. Tú. Một cao, đúng không? Đi phải tầm lệch xuống tú. Ừ, trứng thì mũi chứ à, vì nó mũi trứng cho nó. Đấy, vừa rồi thì... Không mũi lên nó ổn vào đây.
Để sao thì bè ở với làm cả nông cài quân chúng đấy vậy cùng với chúng này về thì bè lấy chú chúng đấy sao xuống chú nó chúng đấy à đây thì bè lâu nay có nổ mì thì bè lâu nay bốc khai rồi sao mì đây áo ừ chú bè đâu cái này chúng nào cá bè đâu đây tóc phải dùng đằng đâu nữa bố riêng chúng bè nó plọ sao mì giờ thì bè chú thì mua hết cơ đây cần lái về nào thì bè piêng à sao từ từ nó chú đây từ tóc nó mà lái để lại mà cái chiên là thiên là nó phò lên nào nè tôm linh mà linh mà nào mà là á mà lái thủ mũ còn lại á mà thiên họ cần phải phải xuống chịu lại ừ thì chịu lê mà cũng mới chịu cũng mà khi nào bụng nhà phò nào cũng ở phía gần đó là xin nào đấy cũng á, ở phía gần chín ngàn để hút bà đây chú nó cũng ở đây chú nó cũng đây. Bây giờ mua thêm một hai con lợn nữa thì liệu em có còn sức để mà em nuôi được không? Có. Vâng. Bây giờ thì bà cũng phụ một chút, ông cũng phụ một chút đúng không? Vâng. Nhưng mà cái chuồng kia thì liệu có để được thêm không? Lấy mua xi măng về một ít. Để làm lại. À, lấy lúc nào thì sửa lại cái chuồng một chút luôn đúng không? Vâng. À, mẹ. Năng ăn tăng quay. Mẹ. Ở tăng quay mấy con đi. Mẹ. Ừ. Năng này mà. Bé Hiếu thì có vẻ là rất là tinh nghịch của cô Băng này. Được đi học mấy hôm rồi thì có vẻ là em ấy khác hẳn lên rất là nhiều. Đi học thì biết hát chưa hả Quân? Chưa biết hát rồi à? Vâng. Đi thì cô giáo dạy cái gì hả Hiếu? À mà à ớ mà từng hát đến đây dạy à ớ à? Vâng. Thế không dạy chào à hả? Cô giáo chưa dạy chào à hả? Cô giáo chưa dạy gặp người lớn thì chào à hả? Dạy rồi. Hai anh em thì mặc dù là cùng cha mà khác mẹ có bác rất là thiêng yêu nhau. Năng này. Năng lông. À con xin năng lông. Cứ là một bác cú. Bây giờ. Lần bác. Bác. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng cùng Quân với lại bà rồi thì cũng đã quyết định là sẽ mua thêm một hai con vật nuôi nữa để cho em Quân với lại bà có thêm phần có thêm những con vật nuôi để mà nuôi. Bây giờ thì nhà em Quân chỉ có là một con lợn thôi cô bác, con bò thì gọi là nuôi nhờ người ta để sau này mình lấy con thôi. Bây giờ thì trời cũng khá là nắng rồi. Ở đằng sau kia sạt thì một tí nữa em có phải đi sửa lại không? Có à? Tí đi phát cỏ. Đi phát cỏ xung quanh à? Vâng. Vậy thế thì bây giờ đến đây phải đến hôm chủ nhật chợ phiên thì anh em mình mới đi chợ được. Vâng. Đấy, chứ không bây giờ đi xuống dưới huyện mua thì nó đi rất là xa. Vâng. Đấy. Cái quãng đường mà từ nhà cháu Lực đi xuống dưới huyện thì cháu Lực cũng đã nói lên rất là nhiều rồi các bác. Cái quãng thời gian đấy thì đi rất là xa. Ông thì đi lấy cỏ thì thường đến mấy giờ thì về đến tối. Tầm nếu mà đi sớm thì 4 giờ. 4 giờ à? Vâng. Đấy thế thì bây giờ anh em mình cũng quyết định là như thế nhá. Vâng ạ. Đấy, bây giờ anh em vừa bảo là đi làm kia đúng không? Vâng. Thế bây giờ anh em mình đi. Vâng. Tớ lên tàu xem bao giờ. Bây giờ thì thời tiết thì cũng nắng rồi cô bác. Đến buổi sáng sớm thì trời mưa rất là nhiều, mưa đến tận đến tận là 1-2 giờ thì mới tạnh được. Tối hôm qua thì lại sạt ở đây à? Vâng. Ừ.
phần tôn này thì cũng đã bán hết rồi cô bác. Hôm nọ thì để che cái đàn gà của nhà em Quân đấy, nhưng mà do là bị sạt từ trên kia xuống, thành ra là cái tôn gọi là vớ vụn hết rồi. Cái này thì vẫn để tận dụng lại để làm gì? Lúc nào em lấy đi. Cái này thì máy nữa để tận dụng lại để lập cái gì đấy đúng không? Vâng. Mày yêu đi thấy em Quân làm thì cứ chạy ra đây để phụ em Quân cơ bác. Thật sự là không có làm được đâu. Ôi, con gì đây? Con cua kìa. Con cua kìa. Ui. Thì nó kẹp tay nhá. Đang mới lục. Thần tí nó kẹp tay hiếu đấy. Nó kẹp là đứt tay luôn đấy cua. Trước mà không có đào xa cái phần đằng sau thay bên lớp mà bù dù à, có thể là nó sẽ bị sạt là lớp cái cột nhà luôn. Nó cũng lao ọc nào có bà vẫn tắt cái này bởi là cũng lao cái suối á. Như cái cây cỏ dại kia cô bác này thì bà bảo là bẻ ra để máy nữa làm mà cái nạt đấy để buộc cái mạ, để buộc mạ ấy. Bảo bà cẩn thận nhá, cái đấy rất là sắc đấy, cắt mất tay đấy. Thì hiểu em hẹp của mình chút đàng. Bé Hiếu thì có vẻ là rất là tinh nghịch cô bác. Mới thăm nào không mà cút chứ. Hãy thăm á. Không có. Cái kia thì bà vừa bảo là chặt ra đúng không? Chặt cho bà đi. Thì bà đừng lấy cái tay bẻ. Cái cây này thì có phải là trồng ông Quân hay là nó tự lên? Nó tự lên được. Cây này nó tự lên à? Vâng. Trời thì như kiểu là lại sắp mưa rồi cô bác, ở trên kia thì mây đen khá là nhiều rồi. Cô bác mới xin khẩu yếu nó nói nó thăm mày thăm mà liền. Để Hiếu thì rất là tranh để làm cô bác này. Ở đây thì những cái cây cỏ dại này thì sẽ chặt ra để máy nước tự dụng lại để buộc cái gì đấy cô bác. Cái này thì để làm nạt thì buộc cũng rất là chắc chắn. Ui, cái chỗ này chắc là mai cũng bị sắn nốt ra Quân đấy. Đó. Chỗ này này. Đó. Nói là em Quân là một cái cậu bé mà cái gì em ấy cũng biết làm luôn cô bác. Mặc dù tuổi còn rất là nhỏ, nhưng mà do là cái hoàn cảnh của mình như thế thì bây giờ bắt buộc mình phải làm
không có ai để mà làm mà cho mình nữa. Làm bây giờ phát cỏ như này thì bà làm sao mà làm được nữa. Ông thì có thể còn làm được. À, trước kia chắc là do là ông bà lo lắng rất là nhiều thứ của bác, cho nên là cái tinh thần của ông bà thì không có được được như tinh thần của ông Sử và em Hải thì có thể là ốm yếu hơn. Hôm nay thì hôm nọ vừa mới đào làm cái ránh ra thôi cô bác, nhưng mà hôm qua kia lại vừa mới bị sạt thêm này. Thế hôm kia là bị sạt xuống là cả nhà không dám ngủ trong nhà luôn à? Vâng ạ. Cái mùa này có những cái cây quả chấu thì Quân có phải là đi để lấy không? Có. Cái quả đấy thì mình lấy để đi đâu bán? Lên trên chợ. Lên trên chợ để bán à? Vâng. Ở trên kia là người ta thu mua à? Vâng. Bán những cái quả đấy thì được một cân bao tiền? Một cân 10.000 thôi ạ. Một cân 10.000 thôi á? Vâng. Thế mà em một ngày đi lấy thì được tầm bao nhiêu? Bây giờ chưa đến mùa thì nó cũng dụng ít thì được 2-3 cân vậy, thế thôi ạ. Có vẻ như là vào cái khu, cái chỗ khu nhà của em Quân đấy cô bác. Thấy rất là vắng vẻ, không có thấy ai nói chuyện ở đâu mấy. Mùa này thì chắc là hàng xóm xung quanh Quân thì cũng đi làm hết rồi nhỉ? Vâng. Thì bà con là chuẩn bị đến mùa gặt rồi các bác, cho nên là phải nhà nào nhà nấy ăn cơm từ sáng sớm đã phải đi ra đồng ra ruộng rồi. Thì để lại à? Vâng, để cho ông ạ. Để cho ông à? Vâng. Mày như tụi vừa chơi ở đây, không biết là đi đâu rồi cô bác. Chắc là đi theo bà, là vào trong nhà rồi. Đây ở phần nào phía bên kia thì cũng bị sạt là khá là nhiều này. Là đằng sâu xung quanh nhà của em Quân thì đều bị sạt hết. Ông của em Quân thì rất là chịu khó các bác, lần nào cũng được lên thì cũng đều đi lấy cỏ hay là đi lấy củi. Cái cây này là cây chanh à? Vâng ạ. Cái này từ lúc bố trồng lâu rồi. Bố chồng à? Vâng. Thế như mỗi lần đi qua cái đi qua ngôi mộ của bố thì bé Hữu có nói cái gì không? Không ạ. Không á? Vâng. Lúc nào nói thì
phải nói là bố đi kiếm tiền thì em ấy mới ở nhà, mới không khóc với lại là không tìm bố. Mới không tìm bố à? Vâng. Con thì làm tốt hết cả mồ hôi rồi luôn. Thời tiết thì hôm nay bây giờ thì cũng khá là nắng ấy. Đi lấy trâu vịt đi. Đi lấy cái gì cơ? Đi lấy bò vịt đi đây, cho nó ăn cỏ. Lấy bò, đi thả bò à? Con bò đấy sắp đẻ rồi à? Vâng. Thế đẻ lứa đầu này là nhà mình được à? Vâng ạ. Bây giờ thì tài sản duy nhất là lớn nhất của em Quân là chỉ có bò thôi cô bác. Bò này thì được là em Quân là nuôi thuê của người ta xong là lấy con. Bây giờ thì cũng chuẩn bị là nó có con rồi, nó đang chửa thôi cô bác. Ôi buộc đây tí nó kéo cái thanh đây gáy không? Chắc không lấy được đâu. Như cái phần thanh này cô bác này, như chỗ này thì cháu Lực nhìn thấy đang đá bị hỏng hay sao rồi ấy. Vâng. Này mà tí nó buộc mà cháu nó kéo mà mạnh là gáy đấy. Sáng nay thì mưa to thì em Quân không có đi lấy được cỏ về để cho bò, nhưng mà bây giờ lại phải thả cho bò để cho bò nó ăn cỏ rồi cô bác ạ. Ông thì vừa mới tạnh mưa cái là đã cầm cái liềm để đi vào rừng để tìm rồi. Gọi là đi trên rừng để lấy cái cỏ dại nó về thôi cô bác. Chặt cái cây đấy để cho bò à? Vâng ạ. Treo cẩn thận nhá. Vâng. Đây thì nếu mà các bạn ở dưới xuôi mà bằng tuổi của em Quân thì làm sao mà làm được những công việc này đúng không cô bác? Một cái cậu bé mà năm nay mới có 12 tuổi thôi, trên đôi vai của em là phải gánh nhá cả cái gia đình rồi, gọi là cái trụ cột chính của trong gia đình. Một lát một cú phưa. Mọi cái sự mà mệt nhọc thì đều nằm lên trên đôi vai của em cả rồi. Kéo được không ấy? Có. Ôi cháu phải thả nó xuống mới kéo được mà. Không biết nữa. Một cậu bé mà phải nói là rất là chăm chỉ đó cô bác. Chỉ sợ là ông bà không có cơm để mà ăn thôi. Một bát xuống mà làm đó mà. Này. Để ra đây. Để xong rồi chặt một cái cây để một cái cành ra để bên này để anh kéo cho. Vâng.
sắp đi xuống dưới rồi. Cầm cái cành kia ra. Được. Với được cành kia không? Có. Ừ luôn hỡi bị tơ à. Ôi ừ. Ủa đi đường nào? Ủa xuống luôn này kéo. À cái chỗ đấy là đường đi đúng không? Vâng. Kéo được lên trên này không? Có. Nào. Lấy cái này. Kéo đi được đấy à? Kéo lên chỗ này. Hả? Lên đâu? Kéo lên đây này. Lên đây này. Cái thò này này kéo. Vâng. Tí nữa. Ây dồi. Cầm nhá. Ờ. Nhanh. Ít chén đều đấy ạ. Đấy. Rồi. Trượt rồi. Nào. Để nhá. Để anh lên hẳn lên trên này đã. Vâng. Nào. Anh cầm chúng đã. Đi nhá. Hai. Rồi kéo đi. Biết tay à? Không ạ. Kéo em mệt nhờ? Vâng ạ. Đây, bè hướng này các bác này. À, ra bên này à, nhìn vào cái chỗ lan can của nhà các em. Hành lang của nhà các em. Nhà không có một cái lan can nào đâu. Hãy cho anh Quân một cái nào. Mất tối ạ. Mất con đúng. Mất chỗ ủng long. Anh Quân thì xin tôi cho luôn này bè hướng ấy. Cũng bị ủng à. Sao nát rồi vậy? Ê to quá nhờ. Đây. Mất đi. Dòng long luôn à? Dòng luôn à? Dòng luôn à? Mà dòng quá là khỏe à? Đau quá. Dòng quá. Đến lọc. Toát đấy cả hồ đây này có bác này. Cái thước phim hôm nay thì cháu được cống là đi xuống nhà của em Quân là xem cái phần là xem cái chuồng của em Quân như thế nào để mà có thể là mua được thêm cho em Quân là một hai con vật nuôi nó không có bán. Tại vì cái phần này thì cô là muốn gửi cho cháu Lực để cho cháu Lực là mua những con vật nuôi cho em Quân để cho em Quân có thêm một chút và sau này nó lớn lên thì bán đi thì sao thế có thêm một chút thu nhập nữa cô bác. Còn chắc kết thúc phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Con xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Con chào. Quý ông bà, cô chú, anh chị. Con chào các ông bà.